Xin mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, lãnh đạo cấp độ 5. Bạn có thể làm được bất cứ điều gì trong cuộc sống với điều kiện bạn đừng để ý ai là người hưởng công. Harry S. Truman. Năm 1971, một người đàn ông có vẻ rất bình thường tên là Darwin E. Smith lên nắm chức tổng giám đốc công ty Kimberly Clark, một công ty giấy già nua và nặng nề. Giá cổ phiếu của công ty lúc này đã tụt xuống dưới 36% mức thị trường chung trong vòng 20 năm. Smith là một luật sư, tính tình điềm đạm, đang làm việc trong công ty. Bản thân ông cũng không nắm chắc việc hội đồng quản trị chọn mình là một quyết định đúng đắn. Cảm giác này càng tăng lên khi một vị giám đốc trong công ty kéo ông ra ngoài và nói nhỏ rằng ông không có trình độ chuyên môn cần thiết để đảm nhiệm chức vụ này. Nhưng ông vẫn nhận chức tổng giám đốc và giữ cương vị này trong suốt 20 năm sau đó. Và đó là 20 năm tuyệt vời. Trong giai đoạn này, Smith đã tạo ra một bước chuyển biến đáng kinh ngạc, đưa công ty Kimberly Clark thành công ty giấy tiêu dùng hàng đầu thế giới. Dưới quyền lãnh đạo của ông, lợi nhuận cổ phiếu tích lũy của Kimberly Clark đạt gấp 4,1 lần thị trường chung, vượt qua cả những đối thủ trực tiếp như công ty giấy Scott hay Procter & Gamble, hay những đại gia như Coca-Cola, Hewlett Packard, 3M, General Electric. Đây là một thành quả ấn tượng, một ví dụ tiêu biểu trong thế kỷ 20 về việc đưa một công ty từ tốt đến vĩ đại. Vậy mà có rất ít người biết về Darwin Smith. Ngay cả những sinh viên chuyên ngành quản trị hay lịch sử kinh doanh, có lẽ Smith cũng muốn thế. Là một người không lúc nào tỏ ra quan trọng, Smith thích làm bạn với những người thợ điện, thợ ống nước và mỗi kỳ nghỉ hè ông lại đến trang trại của mình ở Wisconsin. Chạy lòng vòng trên chiếc xe chuyên dụng, trồng cây, dọn đá. Ông không bao giờ cố tạo dựng hình ảnh một người anh hùng hay một người điều hành nổi tiếng. Một lần, một nhà báo yêu cầu ông hãy miêu tả phong cách lãnh đạo của mình. Smith lúc đó đang ăn mặc hết sức lỗi mốt như một cậu bé nhà quê lần đầu mua được bộ cánh ở siêu thị. Không nói gì mà chỉ nhìn chằm chặt qua cặp mắt kính có gọng đen lỗi thời. Phải sau một lúc lâu, ông mới trả lời đơn giản. Kỳ quặc. Lập dị. Tay phóng viên Wall Street Journal hôm đó chịu thua không thể viết được một bài báo đình đám nào về Darwin Smith. Nhưng nếu bạn nghĩ Darwin Smith là một người nhu mì dịu dàng thì bạn lầm to. Đằng sau sự nhút nhát và khiêm nhường ấy là một quyết tâm mãnh liệt, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ trong cuộc sống. Smith sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở Indiana, phải đi làm thêm ban ngày tại International Harvester để có tiền theo học và ban đêm tại học Đại học Indiana. Một ngày nọ, ông bị đứt mất một phần ngón tay khi đang làm việc. Theo như mọi người kể lại thì ông vẫn cứ đi học tối hôm đó và đi làm lại vào sáng hôm sau. Câu chuyện có vẻ hơi phóng đại, nhưng rõ ràng ông không để chuyện mất một ngón tay ngăn cản con đường học vấn của mình. Ông vẫn đi làm ban ngày, đi học ban đêm và cuối cùng đã được nhận vào trường luật Harvard, Harvard Law School. Sau này, 2 tháng sau khi nhận chức tổng giám đốc, các bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh ung thư mũi và họng. Và dự đoán ông chỉ sống được tối đa thêm 1 năm. Ông báo tin này tới hội đồng quản trị, nhưng đồng thời cũng nói thêm là ông chưa chết, cũng như không định chết ngay. Ông vẫn tiếp tục giữ đúng lịch trình làm việc căng thẳng. Mỗi tuần lại đi từ Wisconsin đến Houston để xạ trị, và tiếp tục sống thêm 25 năm, giữ chức tổng giám đốc trong phần lớn thời gian này. Smith đã thực hiện khải tổ Kimberly Clark cũng với một quyết tâm sắt đá như vậy, nhất là khi ông đưa ra quyết định đặc biệt quan trọng trong lịch sử công ty, bán tất cả các nhà máy sản xuất bột giấy. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi nhận chức tổng giám đốc, Smith và những cộng sự của ông đã đi đến kết luận rằng ngành kinh doanh trọng điểm trước nay của Kimberly Clark, giấy láng, chỉ có thể đạt mức tầm thường. Thực trạng kinh tế ngành này rất yếu và khả năng cạnh tranh thấp. Ngoài ra, họ lý luận rằng nếu Kimberly Clark bắt đầu bước chân vào ngành giấy tiêu dùng, thì việc cạnh tranh với những công ty đẳng cấp quốc tế như Procter & Gamble sẽ buộc họ phải chiến đấu hay là chết. Vậy là như một nhà cầm quân ra lệnh qua sông phá cầu, chỉ chừa một con đường, mở ngoặc, thành công hay là chết, đóng ngoặc. Smith đã tuyên bố quyết định bán những nhà máy sản xuất bột giấy. Một thành viên hội đồng quản trị cho biết đây là một quyết định liều lĩnh nhất mà ông từng thấy ở một vị tổng giám đốc. Ngay cả nhà máy tại Kimberly, Wisconsin, ông cũng không giữ lại. Toàn bộ số tiền thu được đưa vào kinh doanh hàng tiêu dùng, đầu tư cho những nhãn hiệu như Hughes and Kleenex. Giới truyền thông trong ngành kinh doanh gọi đây là một quyết định ngu xuẩn và những nhà phân tích trên thị trường chứng khoán Wall Street
đã hạ giá cổ phiếu của công ty. Nhưng Smith không hề lay chuyển. 25 năm sau, Kimberly Clark đã mua lại toàn bộ công ty giấy Scott qua mặt Procter & Gamble trong 6 trên tổng số 8 mặt hàng. Khi đã về hưu, Smith nhắc lại giai đoạn thành công lẫy lừng của mình một cách khá đơn giản. Tôi đã không ngừng cố gắng để có đủ khả năng làm việc. Xin giới thiệu với các bạn, nhà điều hành cấp độ 5. Đây là thang 5 cấp độ của nhà lãnh đạo. Level 1, năng lực thứ nhất, cá nhân có năng lực đóng góp tích cực thông qua tài năng, kiến thức, kỹ năng và thói quen làm việc tốt. Cấp độ 2, thành viên trong nhóm có đóng góp năng lực bản thân vào việc đạt được những mục tiêu của nhóm và làm việc hiệu quả với những thành viên khác trong nhóm. Level 3, giám đốc có năng lực tổ chức con người và nguồn tài nguyên hướng đến việc theo đuổi một cách hiệu quả và hợp lý các mục tiêu đã định trước. Level 4, nhà lãnh đạo hiệu quả thúc đẩy sự tận tụy và theo đuổi nhiệt tình một tầm nhìn rõ ràng và thuyết phục, tạo động lực cho những tiêu chuẩn hoạt động cao hơn. Nhà điều hành cấp độ 5, level 5, level cao nhất, xây dựng sự vĩ đại bền vững thông qua sự kết hợp đầy nghịch lý giữa bản tính khiêm nhường và quyết tâm trong công việc. Không như mong đợi, Darwin Smith là một ví dụ điển hình về điều mà chúng tôi gọi là khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Một cá nhân kết hợp được tính khiêm nhường tuyệt đối và quyết tâm cao độ trong công việc. Chúng tôi luôn tìm thấy những người lãnh đạo kiểu này đứng mũi chịu sào tại mọi công ty nhảy vọt trong giai đoạn chuyển đổi. Cũng như Smith, họ đều là những người khiêm nhường nhưng thể hiện quyết tâm mãnh liệt, quyết làm những gì cần làm để đưa công ty lên vĩ đại. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 hướng tới cái tôi khỏi cá nhân họ, đi vào mục đích lớn hơn là xây dựng công ty vĩ đại. Không phải những người lãnh đạo này không có cái tôi hay không biết quan tâm đến bản thân mình. Thực tế, họ cực kỳ tham vọng. Nhưng tham vọng của họ trước hết là vì công ty, chứ không phải vì bản thân mình. Thuật ngữ cấp độ 5 ám chỉ cấp độ cao nhất trong thang khả năng lãnh đạo mà chúng tôi đã xác định trong quá trình nghiên cứu. Mặc dù bạn không nhất thiết phải đi qua từng bước từ cấp độ 1 đến cấp độ 5, bạn có thể hoàn thiện những cấp độ dưới sau này. Nhưng nhà lãnh đạo cấp độ 5 là tổng hợp tính chất của cả 5 cấp độ của kim tự tháp. Tôi sẽ không đi sâu vào từng cấp độ ở đây vì từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 có vẻ như tự nó đã nói lên tất cả và đã có rất nhiều tác giả khác đã đề cập đến. Chương này sẽ tập trung vào những đặc điểm khác biệt của những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, tức là có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 với những công ty đối trọng. Trước hết, hãy cho phép tôi được bàn ra ngoài lề để tạo ra bối cảnh quan trọng. Chúng tôi không đi tìm những người lãnh đạo cấp độ 5. Thực tế là tôi đã hướng dẫn đội ngũ nghiên cứu rất rõ ràng là phải hạ thấp vai trò của người lãnh đạo để tránh lối suy nghĩ đơn giản khá phổ biến hiện nay, hoặc là đề cao người lãnh đạo, hoặc là đổ mọi lỗi cho người lãnh đạo. Nếu phải so sánh, thì cách nhìn nhận, người lãnh đạo là câu trả lời cho tất cả mọi việc cũng giống như cách nhìn Chúa là câu trả lời cho tất cả mọi việc. Trong thời Trung Cổ đã ngăn cản sự hiểu biết một cách khoa học về thế giới tự nhiên. Trong thế kỷ 16, người ta đã gán mọi hiện tượng họ không hiểu cho Chúa. Tại sao sau mùa màng thất bát? Ấy là Chúa muốn thế. Tại sao chúng ta có động đất? Chúa làm thế. Cái gì giữ trái đất không rơi? Là Chúa. Nhưng khi chúng ta bước vào kỷ nguyên khai sáng, chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm sự hiểu biết khoa học và chúng ta có vật lý học, hóa học, sinh học, vân vân. Không phải vì thế mà chúng ta trở thành người vô thần, chúng ta chỉ là hiểu biết rõ ràng hơn về cấu tạo vũ trụ mà thôi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta gắn mọi thứ cho khả năng lãnh đạo, chúng ta sẽ đi vào con đường của người xưa trong thế kỷ 16. Chúng ta chỉ đơn giản là thừa nhận mình ngu dốt, không phải là chúng ta chối bỏ khả năng lãnh đạo. Sự thật là khả năng lãnh đạo rất quan trọng. Nhưng cứ mỗi lần chúng ta giơ tay đầu hàng và chọn cách giải thích, câu trả lời chắc chắn là phải do khả năng lãnh đạo, là chúng ta đã ngăn cản mình đi sâu tìm hiểu một cách khoa học điều gì đã làm nên những công ty vĩ đại. Vì vậy, ngay từ đầu dự án, tôi đã phải liên tục nhắc nhở, đừng quan tâm đến những người điều hành. Nhưng nhóm nghiên cứu vẫn liên tục phản đối. Không được, chúng ta không thể bỏ qua họ, có một điểm chung gì đó rất khác thường về họ. Tôi bẻ lại, những công ty đối chứng cũng có lãnh đạo, thậm chí lãnh đạo vĩ đại nữa là đằng khác. Vậy thì điểm khác biệt nằm ở đâu? Cứ thế, cuộc tranh luận tiếp diễn. Cuối cùng, như thông lệ, dữ liệu luôn thắng.
Những lần nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt như được đúc cùng một khuôn. Không quan trọng công ty họ lãnh đạo hoạt động trong ngành công nghiệp hay hàng tiêu dùng, đang gặp khủng hoảng hay hoạt động bình thường, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ. Không quan trọng bước chuyển đổi diễn ra lúc nào. Công ty lớn hay nhỏ, tất cả những công ty nhảy vọt đều có khả năng lãnh đạo cấp độ 5 tại thời điểm chuyển đổi. Ngoài ra, những công ty đối chứng lại cho thấy họ thiếu khả năng này một cách nhất quán. Khả năng lãnh đạo cấp độ 5 là một khái niệm đi ngược hiểu biết thông thường, nhất là khi so với việc trước nay chúng ta tin rằng muốn chuyển đổi công ty cần phải có những người lãnh đạo tiếng tăm, có nhân cách lớn. Vì vậy, cần nhấn mạnh rằng cấp độ 5 là một kết luận từ thực tế, chứ không phải từ ý tưởng hóa. Khiêm nhường cộng ý chí bằng cấp độ 5. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 luôn thể hiện hai mặt song song, khiêm nhường và ý chí, khiêm tốn và ngoan cường. Để cho dễ hiểu, hãy nghĩ về Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, một trong số ít vị Tổng thống Mỹ có khả năng lãnh đạo cấp độ 5. Người không bao giờ để cái tôi của mình xen vào tham vọng lớn của ông vì một sự nghiệp xây dựng đất nước hùng mạnh, bền vững. Nhưng ai nhìn thấy tính cách của Lincoln khiêm tốn, nhút nhát, cử chỉ vụng về mà cho rằng nó thể hiện con người yếu đuối thì lầm to rồi, to đến mức như những con số kinh hãi sau đây. 250.000 sinh mạng của phe liên bang và 360.000 sinh mạng của phe liên đoàn trong cuộc nội chiến Mỹ 1861-1865, trong đó có cả chính tính mạng của Lincoln. Mặc dù so sánh những vị tổng giám đốc của công ty nhảy vọt với Abraham Lincoln cũng có vẻ hơi quá, nhưng rõ ràng họ đều có chung một tâm trạng hai mặt trong song song. Ví dụ như Coleman Mercer, tổng giám đốc Gillette từ năm 1975 đến 1991. Dưới thời Mercer, Gillette phải đối mặt với ba cuộc tấn công lúc nào cũng đe dọa phá hủy cơ hội đi đến vĩ đại của công ty. Hai cuộc tấn công diễn ra dưới hình thức đề nghị mua lại công ty từ Revlon, khởi xướng từ Roland Perelman, một kẻ đột kích thích nhai xì gà, nổi tiếng chuyên cắt nhỏ công ty mà bán để lấy tiền chi trả cho trái phiếu cấp thấp và tiếp tục đầu tư vào những vụ mua bán thù nghịch khác. Cuộc tấn công thứ ba đến từ Coniston Partners, một nhóm đầu tư đã nắm trong tay 5,9% cổ phần Gillette. Nhóm này đã khởi xướng một cuộc chiến thiếu trách nhiệm để nắm quyền điều hành trong hội đồng quản trị, với hy vọng sau đó sẽ bán công ty cho người nào trả tiền cao nhất và thu lợi nhuận nhanh chóng từ số cổ phần họ đang nắm giữ. Nếu Gillette được sang tay cho Perelman với mức giá ông này đề nghị, các cổ đông sẽ được hưởng số lợi ngay lập tức bằng 44% giá trị cổ phiếu. Nếu nhìn vào con số 2,3 tỷ đô la lợi nhuận cổ phiếu ngắn hạn được chia đều cho 116 triệu cổ phiếu, đa số lãnh đạo có lẽ đã đầu hàng, bỏ túi hàng triệu đô la từ việc bán cổ phiếu của họ và số tiền bồi thường nghỉ việc. Coleman Mercer đã không đầu hàng. Ông chọn con đường đấu tranh vì tương lai của Gillette, mặc dù ông đã có thể bỏ túi một khoản tiền lớn từ những cổ phiếu của mình. Mercer là một người lặng lẽ và kín đáo, luôn luôn lịch sự, nổi tiếng là người lịch thiệp, gần như là một quý ông dòng dõi. Những ai nhìn vào bản chất kín đáo của Mercer và cho rằng đây là điểm yếu sẽ thấy mình lầm to. Trong cuộc chiến ủy nhiệm, các nhà điều hành cấp cao của Gillette đã gọi điện đến hàng ngàn nhà đầu tư, từng người một, và cuối cùng đã thắng. Đến đây, bạn có thể nghĩ, những điều này có vẻ như một bộ phận lãnh đạo cũ đang đấu tranh vì quyền lợi của chính mình thay vì lợi ích của cổ đông. Nhìn bên ngoài, mọi việc có vẻ đúng như vậy. Nhưng hãy xem xét hai sự kiện. Thứ nhất, Mercer và đồng sự của ông đã đặt cược tương lai của công ty và những khoản đầu tư cách xù cho những hệ thống tiên tiến về mặt công nghệ và hoàn toàn mới, sau này được biết đến như Sensors và March 3. Nếu việc mua lại thành công, những dự án này chắc chắn đã bị dừng lại và hủy bỏ. Và ngày nay chúng ta không ai sử dụng được dao cạo Sensors, Sensors for Women hay March 3, và hàng trăm triệu người mỗi ngày phải vất vả với lông tóc. Sơ đồ giả định lợi nhuận của nhà đầu tư theo 3 tình huống. Đầu tư 1 đô la vào Gillette và giữ lại từ 31 tháng 12 năm 1976 đến 31 tháng 12 năm 1996. Đầu tư 1 đô la vào Gillette và giữ lại từ 31 tháng 12 năm 1976, sau đó bán cho Roland Perelman để nhận 44% tiền thưởng vào ngày 31 tháng 10 năm 1986 và đem toàn bộ đầu tư vào thị trường chung.
đầu tư 1 đô la vào thị trường chung, giữ lại từ 31 tháng 12 năm 1976 đến 31 tháng 12 năm 1996, chúng ta sẽ thấy rằng nếu đầu tư vào Gillette thì sẽ thu lợi từ 1 đô la sẽ thu lợi được 95,68 đô la. Còn nếu như đầu tư theo phương án lấy 44% giá trị thưởng nếu bán đi thì sẽ chỉ thu lợi được 30,4 đô la. Thứ hai, vào thời điểm diễn ra cuộc chiến thôn tính, Sensors đã thấy sẽ là nguồn lợi quan trọng trong tương lai nhưng chưa được thể hiện qua giá cổ phiếu vì quá trình nghiên cứu vẫn còn trong bí mật. Nhờ vào Sensors, hội đồng quản trị và Mueller tin tưởng rằng giá trị tương lai của cổ phiếu sẽ vượt xa giá thời điểm hiện tại, ngay cả khi đã cộng cả tiền thưởng mà những kẻ muốn thôn tính đã đưa ra. Việc bán công ty lúc đó sẽ giúp những người kinh doanh cổ phiếu ngắn hạn vui sướng, nhưng lại thể hiện sự thiếu trách nhiệm trầm trọng với những người nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Sau cùng, Mueller và hội đồng quản trị đã chứng minh rằng họ đúng một cách rất ấn tượng. Nếu một người kinh doanh cổ phiếu chấp nhận bán với giá thưởng 44% như đề nghị của Roland Perelman vào ngày 31 tháng 10 năm 1986, sau đó dùng toàn bộ số tiền đầu tư vào thị trường chung trong vòng 10 năm, thì đến cuối năm 1996 họ sẽ nghèo hơn một người vẫn tiếp tục ở lại với Mueller và Gillette là 3 lần. Thật vậy, toàn bộ công ty, khách hàng và các cổ đông đều không được phục vụ tốt nếu như Mueller đầu hàng và những kẻ thôn tính thu vào túi hàng triệu đô la và về hưu trong an nhàn. Điều đáng buồn là Mueller đã không được tận hưởng thành quả của ông. Vào ngày 25 tháng 1 năm 1991, đội ngũ lãnh đạo Gillette nhận được bản thảo trang bìa tạp chí Forbes. Trên đó là một tác phẩm của một họa sĩ thể hiện Mueller đứng trên đỉnh núi, giơ cao qua đầu một lưỡi dao cạo vĩ đại một cách đắc thắng, trong khi những kẻ bại trận nằm la liệt trên sườn núi. Những vị lãnh đạo khác đã trêu chọc khi thấy Mueller được miêu tả như một phiên bản doanh nhân của nhân vật truyện tranh nổi tiếng Conan vô địch. Mueller là người rất ngại xuất hiện trước công chúng nên có lẽ đã từ chối những lời yêu cầu được chụp hình cho trang bìa. Chỉ vài phút sau khi chứng kiến sự công nhận công khai cuộc đấu tranh suốt 16 năm dài, Mueller đã quay về văn phòng và sụp xuống sàn. Và một cơn đau tim nặng đã lấy đi cuộc sống của ông. Tôi không biết phải chăng Mueller muốn chọn cái chết khi đang làm việc, nhưng tôi tin chắc rằng ông không bao giờ muốn thay đổi cách tiếp cận trên cương vị tổng giám đốc. Cả tính điềm tĩnh của ông che giấu một quyết tâm cao độ, sự cống hiến hết mình nhằm làm mọi thứ thành tuyệt vời đến mức cao nhất. Không phải vì nghĩ đến những gì mình được nhận lại, mà đơn giản chỉ vì ông không thể nghĩ ra cách làm nào hay khác hơn. Trong hệ giá trị của Conan Mueller, chắc chắn không có việc chọn con đường dễ đi và bán công ty cho những kẻ chỉ muốn vắt hết nguồn lợi, phá hủy những tiềm năng trở nên vĩ đại. Cũng như đối với Lincoln, không có chuyện nộp đơn kiện đòi hòa bình và mãi mãi mất đi cơ hội xây dựng một đất nước vĩ đại và bền vững. Tham vọng cho công ty, truyền cho những người kế nhiệm cơ hội thành công. Khi David Maxwell trở thành tổng giám đốc Fannie Mae năm 1981, công ty đang trong tình trạng thua lỗ 1 triệu đô la mỗi ngày làm việc. Trong vòng 9 năm sau đó, Maxwell đã đưa Fannie Mae trở thành một công ty có hiệu suất cao sánh ngang với những công ty giỏi nhất ở Wall Street, doanh thu 4 triệu đô la một ngày và có lợi nhuận cổ phiếu cao hơn thị trường chung 3,8 lần. Maxwell về hưu ngay khi đang ở trên đỉnh cao vì cho rằng công ty sẽ không có lợi nếu mình ở lại quá lâu và chuyển giao công ty lại cho người kế nhiệm Jim Johnson, cũng giỏi không kém. Không lâu sau quyết định nghỉ hưu, gói tiền hưu của Maxwell lúc đó đã có giá trị lên đến 20 triệu đô la nhờ vào kết quả kinh doanh tuyệt vời của Fannie Mae và trở thành một đề tài gây tranh cãi tại Quốc hội do Fannie Mae hoạt động dưới bản điều lệ Charter của chính phủ. Maxwell trả lời bằng cách viết thư cho người kế nhiệm. Trong đó, ông nêu rõ sự e ngại của một cuộc tranh cãi sẽ dẫn đến những phản ứng bất lợi tại Quốc hội và có thể ảnh hưởng xấu đến tương lai của công ty. Do đó, ông yêu cầu Johnson không cần phải trả cho ông phần tiền còn thiếu, khoảng 5,5 triệu đô la, mà đóng góp toàn bộ số tiền cho quỹ Fannie Mae xây nhà ở cho người nghèo. David Maxwell, cũng như Darwin Smith hay Coleman Mueller, thể hiện rõ một tính cách chính của những người cấp độ 5. Tham vọng trước và trên hết là vì công ty và lo lắng cho sự thành công của công ty hơn là cho sự giàu có của cá nhân hay danh tiếng của bản thân.
Nhà lãnh đạo cấp độ 5 mong muốn công ty sẽ còn thành công hơn nữa trong tay những người kế nhiệm và hài lòng với ý nghĩ rằng hầu hết mọi người không biết rằng nguồn gốc của mọi sự thành công hôm nay là do nỗ lực của họ. Một nhà lãnh đạo cấp độ 5 đã từng nói, tôi muốn một ngày nào đó ngồi trước hiên nhà nhìn vào một trong những công ty vĩ đại trên thế giới và có thể nói rằng tôi đã từng làm việc ở đó. Ngược lại, những nhà lãnh đạo công ty đối trọng vì quá lo lắng cho tiếng tăm của riêng họ thường không chuẩn bị những điều kiện thành công cho thế hệ sau. Còn gì có thể tỏ rõ sự vĩ đại của cá nhân bạn nếu như mọi thứ không thể hoạt động sau khi bạn ra đi? Trong hơn 3/4 các công ty đối trọng, chúng tôi nhận thấy các nhà lãnh đạo chỉ để lại cho người kế nhiệm những điều kiện để thất bại hay chọn những người kế nhiệm yếu kém hay cả hai. Một số người còn mắc hội chứng chó lớn nhất, nghĩa là họ không quan tâm đến những con chó khác trong cũi, miễn là họ vẫn là con lớn nhất. Một tổng giám đốc công ty đối trọng được cho biết đã đối xử với những ứng cử viên kế nhiệm như cách vua Henry VIII đối xử với vợ. Hãy thử xem xét trường hợp công ty Rubbermaid, một công ty ngắn ngày đi lên từ vô danh trở thành số 1 trên danh sách những công ty danh giá nhất nước Mỹ. American's Most Adult Companies, hàng năm của tạp chí Fortune. Và sau đó, cũng nhanh chóng như vậy, tan vỡ thành một đống lộn xộn phải nhờ Newell mua lại để tiếp tục hoạt động. Vị kiến trúc sư trong câu chuyện đáng nhớ này, một nhà lãnh đạo tài giỏi và lịch thiệp tên là Stanley Gorka, trong thập niên 1980 đã trở thành đồng nghĩa với thành công của công ty. Trong số 312 bài báo chúng tôi thu nhập được viết về công ty Rubbermaid, Gorka hiện ra như một nhà lãnh đạo cứng rắn và đề cao cái tôi. Trong một bài báo, ông đáp trả lời kết tội rằng mình là một nhà độc tài bằng câu nói, đúng thế, nhưng tôi là một nhà độc tài trung thực. Trong một bài báo khác, chỉ tính riêng đoạn ông nói về dẫn dắt thay đổi, chữ tôi đã xuất hiện 44 lần. Tôi có thể lãnh đạo việc thay đổi, tôi có thể viết ra 12 mục tiêu, tôi trình bày và giải thích các mục tiêu, vân vân và vân vân. Trong khi chữ chúng tôi chỉ xuất hiện 16 lần, Gorka hoàn toàn có quyền tự hào về sự lãnh đạo thành công của mình. Dưới thời của ông, Rubbermaid liên tiếp đạt sự tăng trưởng doanh thu trong suốt 40 quý liên tục, một kết quả rất ấn tượng và cũng rất đáng trân trọng. Nhưng điều này mới là điểm chính. Gorka không để lại công ty có thể vẫn vĩ đại mà không có ông. Người kế nhiệm được ông chọn chỉ cầm cự được một năm ở chức vụ này và người kế tiếp nữa có trong tay một đội ngũ quản lý kém đến mức ông ta cũng phải cùng lúc kiêm nhiệm 4 công việc khác nhau và thêm việc tìm ra người kế nhiệm. Những người kế nhiệm của Gorka không chỉ phải đối mặt với một hệ thống quản lý trống rỗng mà cả một chiến lược trống rỗng. Những điều này cuối cùng đã làm sụp đổ công ty. Dĩ nhiên, bạn có thể nói, vâng, Rubbermaid sụp đổ sau khi Gorka ra đi. Nhưng điều này càng thể hiện tính cách vĩ đại của ông như một nhà lãnh đạo. Chính xác, Gorka đúng là một nhà lãnh đạo cấp độ 4 hết sức xuất sắc. Có thể là một trong người xuất sắc nhất trong vòng 50 năm qua. Nhưng ông không phải là một nhà lãnh đạo cấp độ 5. Và đó là một lý do chính đưa Rubbermaid từ tốt đến vĩ đại trong một thoáng chốc rồi nhanh chóng từ vĩ đại đến quên lãng. Sự khiêm tốn thuyết phục. Tương phản với phong cách hướng về cái tôi của những nhà lãnh đạo công ty đối trọng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước việc những nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt không chịu nói về họ. Trong những cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo công ty nhảy vọt, họ luôn nói về công ty và đóng góp của những vị điều hành khác. Và đánh trống lảng khi chúng tôi bàn đến đóng góp của chính họ. Khi chúng tôi ép họ phải nói về chính mình, họ sẽ dùng những câu như tôi hy vọng mình không có vẻ quá quan trọng. Hoặc, nếu hội đồng quản trị không chọn ra được những người tiền nhiệm tuyệt vời, có lẽ bạn đã không ngồi đây để nói chuyện với tôi. Hoặc, tôi có đóng góp gì đâu. Nói thế là đề cao bản thân quá. Tôi không nghĩ mình có quyền giành công trạng gì nhiều. Chúng tôi may mắn có được những con người vĩ đại. Hoặc là, trong công ty có rất nhiều người có thể làm tốt hơn tôi mà. Đó không phải là sự khiêm tốn giả dối đâu. Những người đã từng làm việc với họ hoặc biết về họ thường dùng những từ như lặng lẽ, khiêm tốn, nhún nhường, nhút nhát, ít nói, rộng lượng, cử chỉ nhẹ nhàng, không tin vào những gì báo chí viết về họ, vân vân và vân vân. Một thành viên hội đồng quản trị Jim Hackett đã miêu tả Cap Invasion, vị tổng giám đốc đứng sau sự biến chuyển của Nuco từ gần phá sản thành một trong những công ty thép thành công nhất trên thế giới như sau. Ken là một người rất khiêm tốn và nhún nhường. Tôi chưa bao giờ gặp người nào đạt được những thành công như ông mà lại khiêm nhường đến vậy. Mà tôi cũng đang làm việc với rất nhiều tổng giám đốc ở những công ty lớn. Trong cuộc sống riêng tư của ông cũng vậy. Ông cũng rất đơn giản. Ý tôi muốn nói đến những điều nhỏ nhặt như ông thường đến chỗ giữ chó lạc để đem chó về nuôi. Ông có một căn nhà đơn giản mà ông đã sống từ lâu. Nhà ông có một chỗ để xe.
Có lần ông than phiền với tôi là ông phải dùng thẻ tín dụng để cào bớt lớp tuyết đóng trên cửa sổ đã làm gãy cả cái thẻ. Tôi nói, Ken à, anh phải biết có một cách giải quyết, gắn thêm một cái cửa cho chỗ để xe. Ông trả lời tôi, thôi kệ, chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả. Ông đơn giản và khiêm nhường thế đấy. 11 vị tổng giám đốc đã được chọn là những vị tổng giám đốc vĩ đại nhất thế kỷ. Vì rằng chỉ có 11 công ty trong danh sách Fortune 500 thỏa mãn được những điều kiện đặt ra trong cuộc nghiên cứu này. Tuy vậy, cho dù họ đã đạt được những thành tựu đáng nhớ, hầu như chưa có ai nhận xét gì về họ. George Kent, Alan Woodrell, David Maxwell, Coleman Mockler, Darwin Smith, Jim Herring, Lyle Ibrahim, George Kuhlman, Fred Allen, Clark Van Green, Carl Richard, bạn được từng nghe nói đến những mấy người trong số họ rồi, những vị điều hành phi thường này đó. Khi chúng tôi hệ thống hóa 5.979 bài báo cho một cuộc nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy số bài báo viết về thời điểm chuyển đổi của các công ty nhảy vọt ít hơn phân nửa so với số bài viết về công ty đối trọng. Ngoài ra, chúng tôi ít khi tìm được bài báo nào tập trung vào những vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt. Những vị tổng giám đốc công ty nhảy vọt không muốn trở thành những vị anh hùng bất tử. Họ không bao giờ ao ước được đặt lên cao và trở thành những hình tượng khó với tới. Họ chỉ muốn là những người bình thường, lặng lẽ mang lại những kết quả phi thường. Một số vị lãnh đạo công ty đối trọng lại là sự tương phản rõ ràng. Công ty giấy Scott, công ty so sánh trực tiếp với Kimberly Clark, thuê một tổng giám đốc tên là Al Dunlap, một người hoàn toàn khác xa với Darwin Smith. Dunlap ồn ào vỗ ngực xưng tên, sẵn sàng kể cho bất cứ ai muốn nghe, thậm chí cả những người không muốn nghe, về những thành tựu mà ông đạt được. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Business Week, trong khoảng 19 tháng sau khi ông giữ vị trí cao nhất tại công ty Scott, ông đã hoành hoang: câu chuyện về công ty Scott sẽ đi vào lịch sử kinh doanh nước Mỹ như là một trong những cuộc xoay chuyển tình thế thành công nhất, nhanh nhất, khiến cho những cuộc xoay chuyển khác trở nên quá tầm thường. Cũng theo Business Week, bản thân Dunlap đã bỏ túi khoảng 100 triệu đô la trong 603 ngày làm việc tại công ty Scott, tương đương 165.000 đô la mỗi ngày, đa số nhờ sa thải hàng loạt nhân viên, cắt giảm chi phí nghiên cứu giảm bớt phân nửa và bơm hóc môn tăng trưởng cho công ty để chuẩn bị bán. Sau khi bán đứt công ty và bỏ túi hàng triệu đô la, Dunlap đã viết quyển sách về bản thân, trong đó ông tự công bố tên hiệu, nickname của mình là Rambo áo sọc. Ông viết: tôi thích xem phim Rambo. Đó là một chàng trai không có tí cơ hội thành công nào nhưng luôn thắng. Rambo bước vào trận chiến với thế trận hoàn toàn chênh lệch. Ai cũng tưởng anh ta sẽ bị nát như tương. Nhưng không hề. Cuối cùng anh vẫn thắng và loại bỏ những kẻ xấu. Anh tạo ra hòa bình từ chiến tranh và đó cũng là những gì tôi làm. Darwin Smith có thể cũng thích xem những phim về anh chàng Rambo không có đầu óc. Nhưng tôi không nghĩ khi bước ra khỏi rạp ông sẽ nói với vợ mình: em biết không, anh thấy mình giống nhân vật Rambo này. Anh ấy làm anh nhớ tới mình. Rõ ràng, câu chuyện về công ty Scott diễn ra có vẻ hơi thái quá trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi, nhưng nó không phải là trường hợp đơn lẻ. Trong hơn 2/3 công ty đối trọng, chúng tôi đã tìm thấy một cái tôi vô cùng lớn góp phần vào làm sự tan rã hay tiếp tục đời sống tầm thường của công ty. Chúng tôi nhận thấy rằng khuôn mẫu này đặc biệt nổi bật ở những công ty ngắn ngày, những công ty đạt được bước nhảy vọt dưới tay của một vị lãnh đạo theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng đi xuống chỉ vài năm sau đó. Lee Iacocca là một ví dụ. Ông đã cứu Chrysler từ bên bờ vực phá sản, thực hiện một cuộc xoay chuyển tình thế nổi tiếng nhất và hoàn toàn xứng đáng trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Lợi nhuận cổ phiếu của Chrysler đạt mức kỷ lục 2,9 lần cao hơn thị trường chung vào khoảng giữa thời gian nắm quyền của ông. Tuy nhiên, sau đó ông lại chuyển hướng dồn sức để trở thành một trong những tổng giám đốc nổi tiếng nhất lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Tờ Nhật báo Investors, Business Daily và tờ Wall Street Journal đã ghi nhận rằng Iacocca xuất hiện khá đều đặn trên các buổi nói chuyện trên truyền hình như Today hay Larry King Live, tự mình độc diễn trong hơn 80 đoạn quảng cáo, thậm chí còn nghĩ đến việc chạy đua cho chức Tổng thống Mỹ. Có lần ông đã phát biểu: điều hành Chrysler còn khó hơn điều hành đất nước. Tôi có thể điều hành nền kinh tế đất nước trong vòng 6 tháng và giới thiệu rộng rãi quyển tự truyện của mình. Quyển sách tựa đề Iacocca bán được 7 triệu bản và ông đưa lên vị trí một ngôi sao được hàng ngàn người nhận hâm mộ chào đón khi ông đặt chân đến Nhật Bản. Cổ phiếu cá nhân Iacocca thì càng tăng, nhưng trong nửa sau thời gian điều hành của ông, cổ phiếu Chrysler đã giảm 31% so với thị trường chung. Đáng buồn là Iacocca lại không thể từ bỏ sân khấu lớn và những bổng lộc có được từ cương vị lãnh đạo.
Ông đã trì hoãn hiệp việc về hưu nhiều lần đến mức những người trong công ty giễu nhau là Iacocca là từ viết tắt của từ I am chairman of Chrysler Corporation always. Tôi mãi mãi là chủ tịch của Chrysler. Đến khi cuối cùng phải quyết định về hưu, ông yêu cầu hội đồng quản trị tiếp tục để ông sử dụng chiếc phi cơ riêng và được hưởng quyền chọn mua cổ phiếu với giá ưu đãi, stock option. Sau đó, ông lại kết hợp với một kẻ nổi tiếng chuyên mua bán công ty là Kirkorian và đề nghị mua lại Chrysler dù không được công ty này đồng ý. Chrysler vẫn hưởng thêm chút vinh quang ngắn ngủi trong vòng 5 năm sau khi Iacocca về hưu, nhưng những điểm yếu cơ bản của công ty cuối cùng đã khiến nó bị nhà sản xuất Daimler-Benz của Đức mua lại. Dĩ nhiên, việc sụp đổ không còn vị thế của một công ty độc lập của Chrysler không hoàn toàn do lỗi Iacocca. Chính thế hệ lãnh đạo sau đó đã đưa ra quyết định chết người là bán công ty cho người Đức. Nhưng sự thật vẫn còn đó, cuộc xoay chuyển tình thế vĩ đại của Iacocca trong những năm đầu thập niên 80 không bền vững và Chrysler không thể trở thành công ty vĩ đại trường tồn. Quyết tâm không lay chuyển, để làm việc phải làm. Cần phải nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo cấp độ 5 không chỉ bao gồm khiêm tốn và nhún nhường. Một đức tính khác cũng không kém phần quan trọng là quyết tâm cao độ đến mức gần như khắc khổ để đạt mục tiêu, để đạt được bất cứ điều gì cần thiết đưa công ty lên vĩ đại. Sự thật là chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian tranh luận về cách miêu tả những vị lãnh đạo nhảy vọt. Ban đầu chúng tôi thử đưa ra những thuật ngữ như nhà lãnh đạo quên mình hay nhà lãnh đạo phục vụ, nhưng các thành viên đã cực lực phản đối những từ mô tả tính cách này. Anthony Sirikos đã nói, những từ ngữ này nghe không thật, nó làm cho những vị lãnh đạo yếu đuối mà hèn nhát. Mà đó không phải là điều tôi viết về Darwin Smith hay là Coleman Muckler. Họ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì để xây dựng một công ty vĩ đại. Sau đó, Everly đã đưa ra lời đề nghị. Sao chúng ta không cứ gọi họ là nhà lãnh đạo cấp độ 5? Nếu chúng ta đưa ra một tính từ miêu tả như quên mình hay phục vụ, mọi người sẽ nghĩ về họ theo một hướng hoàn toàn khác. Chúng ta cần phải làm cho mọi người hiểu rõ toàn bộ khái niệm để nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Nếu bạn chỉ thấy mặt khiêm nhường, xem như bạn đã không hiểu khái niệm này. Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 dường như luôn bị ám ảnh điên cuồng bởi một khát vọng cháy bỏng trong tâm trí. Đó là khát vọng phải mang lại kết quả cho công ty. Họ có thể bán toàn bộ các nhà máy hay sa thải cả anh em mình nếu điều đó là cần thiết để tạo ra công ty vĩ đại. Khi George Kane trở thành tổng giám đốc công ty Abbott Laboratories, nó đang đứng ở top cuối trong ngành công nghiệp dược phẩm. Một doanh nghiệp rệu rã đã nhiều năm chỉ trông chờ vào con bò sữa duy nhất là chất kháng sinh Erythromycin. Kane không có được một cá tính lôi cuốn để làm cả công ty phấn khích, nhưng ông lại có một điều còn mạnh mẽ hơn, những tiêu chuẩn làm việc hiệu quả. Ông không thể chịu đựng được sự tầm thường dưới bất cứ hình thức nào và hoàn toàn không dung thứ cho những cá nhân chấp nhận khái niệm chỉ cần tốt là được. Kane bắt đầu kế hoạch phá bỏ một trong những nguyên nhân chính đã đưa đến sự tầm thường của Abbott. Con ông cháu cha, với những nỗ lực dần dần xây dựng lại một cách có hệ thống cả hội đồng quản trị lẫn nhóm điều hành bằng những con người giỏi nhất mà ông có thể tìm thấy, Kane đã tuyên bố thẳng thắn rằng quan hệ gia đình hay thâm niên không có một tí giá trị nào trong việc quyết định bạn có được nắm giữ vị trí trọng yếu hay không. Nếu bạn không có năng lực để trở thành nhà lãnh đạo giỏi nhất trong ngành mà bạn chịu trách nhiệm, thì bạn không còn được nhận lương nữa. Những nỗ lực tái xây dựng công ty một cách sắt đá như vậy có thể được chờ đợi ở một tổng giám đốc được thuê từ bên ngoài vào để xoay chuyển tình thế cho công ty. Đằng này Kane là một người có 18 năm thâm niên làm việc tại công ty và là thành viên trong gia đình, con của một vị chủ tịch trước đây của Abbott. Những buổi tiệc gia đình có lẽ là thời gian khó khăn đối với gia đình Kane trong vài năm đầu. Mở ngoặc, tôi xin lỗi vì phải đuổi anh. Mà anh có muốn dùng thêm một ít thịt gà Tây nữa không? Đóng ngoặc. Sau cùng thì các thành viên gia đình cũng cảm thấy hài lòng với giá trị cổ phiếu của họ. Nhờ Kane đã cho khởi động bộ máy tạo tăng trưởng lợi nhuận. Và từ thời điểm chuyển đổi vào năm 1974 đến năm 2000 đã đem lại lợi nhuận cho cổ đông gấp 4,5 lần thị trường, qua mặt dễ dàng những đại gia như Mac hay Pfizer. Upson, công ty so sánh trực tiếp của Abbott, cũng có những nhà lãnh đạo trong gia đình trong cùng thời gian George Kane nắm quyền. Nhưng không giống như George Kane, tổng giám đốc của Upson không hề thể hiện quyết tâm vượt qua sự tầm thường của chế độ con ông cháu cha. Cho đến thời điểm Abbott đã tìm được những người giỏi nhất nắm giữ những cương vị trọng yếu, không kể họ có mối quan hệ gia đình hay không, thì Upjohn vẫn còn giao cho những người hạng B trong gia đình giữ những vị trí quan trọng. Mặc dù Upjohn và Abbott là hai công ty rất giống nhau với sơ đồ lợi nhuận cổ phiếu tương tự cho đến trước thời điểm chuyển đổi. Upjohn từ đó đã giảm 98% so với Abbott trong vòng 21 năm, trước khi đầu hàng và sáp nhập với Pharmacia
vào năm 1995, có một chuyện ngoài lề khá thú vị. Darwin Smith, Herman Mockler, George Kane đều được đề bạt từ bên trong công ty. Stanley Goss, Al Dunlap và Lee Iacocca đều được đưa vào công ty từ bên ngoài như vị cứu tinh. Điều này thể hiện một kết luận có tính hệ thống hơn từ cuộc nghiên cứu của chúng tôi. Những chứng cứ của chúng tôi không bổ sung cho ý kiến rằng bạn cần đưa một người từ bên ngoài vào để làm đảo lộn tình thế công ty và đưa nó từ tốt đến vĩ đại. Thật sự thì việc chọn một nhân vật nổi tiếng từ bên ngoài vào làm chủ thể thay đổi có mối quan hệ ngược chiều với việc chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại một cách bền vững. 10 trong số 11 tổng giám đốc nhảy vọt đều được đề bạt từ bên trong công ty, 3 trong số đó là do thừa kế trong gia đình. Những công ty đối trọng chọn người ngoài 6 lần nhiều hơn, nhưng họ lại không thể mang lại được kết quả vĩ đại và bền vững. Một ví dụ tuyệt vời về những thay đổi từ bên trong là Charles R. Koch, One Green Tree, người đã đưa một công ty One Green đang rệu rã thành một công ty có kết quả vượt trên thị trường cổ phiếu 15 lần trong khoảng thời gian từ cuối năm 1975 đến ngày 1 tháng 1 năm 2000. Sau nhiều năm đối thoại và tranh luận trong nội bộ nhóm lãnh đạo về kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống, Koch cảm thấy cuối cùng nhóm đã đạt được bước ngoặt rõ ràng và dễ hiểu. Tương lai tươi sáng của One Greens nằm ở những tiệm thuốc tây tiện dụng, không phải là dịch vụ ăn uống. Dan John, người kế nhiệm One Greens, giữ chức tổng giám đốc vào năm 1998 đã kể lại những gì diễn ra sau đó. Koch phát biểu tại một trong những buổi họp lên kế hoạch. Được rồi, bây giờ tôi sẽ vạch ra một mục tiêu. Chúng ta sẽ rút ra khỏi ngành kinh doanh nhà hàng trong vòng 5 năm. Vào thời điểm đó, chúng tôi có hơn 500 nhà hàng. Cả phòng họp im lặng, tưởng như bạn có thể nghe được nhịp thở của mọi người. Ông nói tiếp, tôi muốn mọi người biết rằng kim đồng hồ đang chuyển động. Thời gian không chờ chúng ta đâu. 6 tháng sau, chúng tôi gặp lại nhau trong cuộc họp kế hoạch và có ai đó vô tình nói rằng chúng ta chỉ còn 5 năm để rút ra khỏi ngành kinh doanh nhà hàng. Koch không phải là một người thuộc dạng hay om sòm, ông chỉ nhịp ngón tay trên bàn và nói, nghe này, các bạn chỉ còn 4 năm rưỡi nữa thôi. Tôi nói là mọi người có 5 năm cách đây đã 6 tháng, bây giờ chỉ còn 4 năm rưỡi mà thôi. Vâng, từ ngày đó, mọi việc thật sự chuyển động để loại dần ngành kinh doanh nhà hàng, ông ấy không bao giờ nao núng, ông ấy không bao giờ nghi ngờ, cũng không bao giờ chỉ trích. Cũng giống như Darwin Smith bán các nhà máy giấy của Kimberly-Clark, quyết định của Koch One Green đòi hỏi tính cương quyết cao. Không phải vì dịch vụ ăn uống là một phần kinh doanh lán, mặc dù nó mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. Vấn đề thật sự liên quan đến tình cảm nhiều hơn. Sự thật là One Green đã sáng chế ra món sinh tố mạch nha và kinh doanh dịch vụ ăn uống là một truyền thống gia đình lâu đời. Có từ thời ông cố của Koch, một số điểm bán thức ăn còn được đặt tên theo chính ông, một chuỗi nhà hàng có tên là Cookies. Nhưng bất kể điều gì, nếu như One Greens có phải phá vỡ truyền thống lâu đời của gia đình để tập trung nguồn lực cho lĩnh vực họ có thể trở thành giỏi nhất trên thế giới, mở ngoặc, là nhà hàng thuốc tây tiện dụng đóng ngoặc, họ chắc chắn sẽ làm thế một cách lặng lẽ, một cách bền bỉ, một cách đơn giản. Cá tính lặng lẽ và quyết tâm của nhà lãnh đạo cấp độ 5 không chỉ thể hiện trong những quyết định lớn như việc bán đi dịch vụ kinh doanh ăn uống, hay đấu tranh chống lại những kẻ có ý định thâu tóm công ty, mà còn thể hiện qua phong cách cá nhân chuyên cần như một người thợ. Alan Woodswell, một thành viên thuộc thế hệ thứ hai đã thừa hưởng công ty nhỏ của gia đình và biến nó thành Circuit City, là người thể hiện rõ ràng nhất phong cách này. Khi được hỏi về sự khác nhau giữa ông và vị tổng giám đốc ở công ty so sánh trực tiếp, Woodswell đã tóm lại, con ngựa biểu diễn và con ngựa cày, ông ấy giống như con ngựa biểu diễn, còn tôi giống như một con ngựa cày hơn. Cửa sổ và tấm gương. Lời nhận xét của Alan Woodswell về con ngựa cày rất thú vị nếu ta xem xét hai yếu tố sau. Thứ nhất, ông đã có bằng tiến sĩ về khoa luật tại Đại học Yale. Rõ ràng tính cách cần cù như loại ngựa cày của ông không phải do thiếu thông minh. Thứ hai, phương pháp làm việc cần cù đã tạo nên nền tảng cho những kết quả biểu diễn thật sự vĩ đại. Để tôi nói rõ hơn thế này, nếu bạn phải lựa chọn giữa việc đầu tư $1 vào Circuit City hoặc $1 vào General Electric vào ngày mà huyền thoại Jack Welch bắt đầu nắm quyền ở đây vào năm 1981 và giữ số tiền đó cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì bạn sẽ giàu hơn nhờ Circuit City gấp 6 lần. Không phải là một kết quả tồi đối với một con ngựa cày phải không? Bạn có thể hy vọng những kết quả phi thường này sẽ khiến Alan Woodswell có thể thảo luận về những quyết định thông minh ông đã đưa ra. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu ông hãy liệt kê 5 yếu tố chính trong việc chuyển đổi công ty, sắp xếp theo thứ tự quan trọng, Woodswell đưa ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên.
Yếu tố đầu tiên là may mắn. Chúng tôi may mắn hoạt động trong một ngành công nghiệp tuyệt vời và được gió thổi thuận chiều sau lưng. Chúng tôi phản biện lại và chỉ ra rằng chúng tôi chọn những công ty nhảy vọt dựa trên kết quả kinh doanh của họ cao hơn mức trung bình của ngành. Ngoài ra, công ty so sánh trực tiếp, Silo, cũng hoạt động trong cùng một ngành, được cùng một luồng gió hỗ trợ, thậm chí còn có những cánh buồm lớn hơn. Chúng tôi tranh cãi với nhau về điểm này trong cùng một lúc và Woodrell vẫn tiếp tục gán cho sự thành công của mình là do may mắn, đúng nơi đúng lúc. Sau đó, khi được hỏi về những yếu tố đóng góp vào sự bền vững của quá trình chuyển đổi, ông nói: "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là may mắn. Tôi may mắn tìm được người đứng thay thế." May mắn? Quả là một yếu tố kỳ quặc để bàn luận. Vậy mà các nhà lãnh đạo nhảy vọt nói về may mắn rất là nhiều trong những cuộc phỏng vấn với chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà lãnh đạo công ty Nuco, chúng tôi hỏi ông: "Nhờ đâu công ty đã liên tục đưa ra được những quyết định đúng đắn?" Ông trả lời: "Tôi nghĩ chúng tôi chẳng qua chỉ may mắn." Joseph F. Kuhlman-Tree, vị tổng giám đốc cúc độ 5 trong giai đoạn chuyển đổi của Philip Morris, thẳng thừng từ chối nhận công về mình trong sự thành công của công ty mà cho rằng mình may mắn có được những đồng nghiệp tuyệt vời, người kế nhiệm tuyệt vời và những người tiền nhiệm tuyệt vời. Ngay cả quyển sách ông viết vì mọi người quá tha thiết, nhưng ông cũng không có ý định bán rộng rãi ra ngoài, cũng mang một cái tựa đề rất lạ: "Tôi là một người may mắn." Tiếng Anh là I am lucky man. Đoạn mở đầu như sau: "Tôi là một người rất may mắn từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời, bố mẹ tuyệt vời, di truyền tốt, may mắn trong tình yêu, may mắn trong kinh doanh và may mắn khi có một người bạn học tại Yali đã quyết định triệu tập tôi về Washington DC vào đầu năm 1941 thay vì tập trung trên một con tàu mà sau đó đã bị chìm và mang theo toàn bộ mọi người trên đó trong vùng biển Bắc Đại Tây Dương. May mắn được vào hải quân và may mắn vẫn còn sống ở tuổi 85. Thoạt đầu chúng tôi rất bối rối trước sự nhấn mạnh vào may mắn. Sự thật là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng rằng công ty nhảy vọt được trời ban cho nhiều may mắn hơn, mở ngoặc hay nhiều vận xui hơn, đóng ngoặc, so với những công ty đối trọng. Sau đó chúng tôi bắt đầu nhận ra một khuôn mẫu hoàn toàn trái ngược ở những vị lãnh đạo công ty đối trọng. Họ thường xuyên đổ lỗi cho vận xui và thường xuyên than phiền về những khó khăn họ phải đối mặt ở trong môi trường. Hãy so sánh Bethlehem Steel and Nuco. Cả hai công ty đều hoạt động trong ngành thép và sản xuất những sản phẩm rất khó tạo sự khác biệt. Cả hai công ty đều phải đối mặt với sự cạnh tranh của các loại thép nhập khẩu rẻ tiền. Vậy mà lãnh đạo ở hai công ty có cái nhìn hoàn toàn khác nhau về cùng một hoàn cảnh. Tổng giám đốc công ty Bethlehem tổng kết những khó khăn cho công ty phải đối mặt trong năm 1983 bằng cách đổ tội cho hàng nhập khẩu. "Mọi vấn đề của chúng ta là hàng nhập khẩu." Ken Evanson và đội ngũ nhân viên của ông tại Nuco xem cùng một thách thức hàng nhập khẩu là một điều may mắn. "Chúng ta chẳng phải may mắn lắm sao? Thép thì nặng, mà họ phải chuyên chở thép xuyên Đại Tây Dương, vì vậy chúng ta có lợi thế hơn họ rất nhiều." Inverson nhận thấy các vấn đề số 1, số 2, số 3 của ngành công nghiệp thép nước Mỹ không phải là hàng nhập khẩu, mà là sự quản lý. Ông còn đẩy lên cao trào khi tuyên bố công khai chống lại việc chính phủ bảo hộ khỏi hàng nhập khẩu. Ông nói trước một khán phòng những nhà lãnh đạo các công ty thép khác vào năm 1977 rằng vấn đề thực sự mà ngành công nghiệp thép nước Mỹ đang phải đối mặt là việc quản lý không theo kịp sự đổi mới. Sự nhấn mạnh vào may mắn là một phần của một khuôn mẫu mà chúng tôi đặt tên là cửa sổ và tấm gương. Nhà lãnh đạo cấp độ 5 nhìn ra ngoài cửa sổ và gán công lao cho những yếu tố nằm ngoài bản thân họ khi mọi thứ tiến triển tốt đẹp. Và nếu họ không tìm được ai hay sự kiện gì để gắn công thì họ cho rằng nhờ may mắn. Trong khi đó, nếu mọi sự không suôn sẻ thì họ không đổ lỗi cho vận xui mà nhìn vào tấm gương để nhìn nhận trách nhiệm. Những vị lãnh đạo công ty đối trọng thì làm hoàn toàn ngược lại. Họ sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để đổ lỗi cho điều gì đó hoặc ai đó, hoặc nếu kết quả xấu, nhưng lại tự khen mình trước gương và dành công lao khi mọi việc tiến triển tốt. Điều ngạc nhiên là cửa sổ và tấm gương không phản ánh sự vật một cách khách quan. Mọi người đứng bên ngoài cửa sổ chỉ vào các vị lãnh đạo cấp độ 5 bên trong và nói: "Ông ấy là người chính yếu, không có sự hướng dẫn và lãnh đạo của ông ấy, chúng ta đã không có một công ty vĩ đại." Còn nhà lãnh đạo cấp độ 5 thì chỉ vào những con người bên ngoài cửa sổ và nói: "Hãy nhìn vào những con người vĩ đại kia và vận may đã giúp mọi thứ có được như ngày hôm nay. Tôi là một người may mắn." Cả hai đều đúng cả. Dĩ nhiên rồi, nhưng những người cấp độ 5 sẽ không bao giờ nhìn sự thật này.